các bạn có nhìn thấy gì không? Phía xa mình phát hiện ra có một con khủng long nè các bạn ơi. Wow, chúng ta có gì đây? Bây giờ mình sẽ nhắc lên và cho các bạn xem kỹ hơn nha. Đây là con khủng long Carnotaurus, một loài khủng long di chuyển bằng hai chân. Trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai nhỏ và sắc nhọn. Ngoài ra thì nó còn có hai cái sừng ở trên đầu nữa. Wow, một con khủng long rất là đẹp đúng không nào? Không biết xung quanh đây chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác giống như vậy nữa không nha các bạn ơi. Wow, bây giờ mình thử. Wow. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm kiếm xem còn những con khủng long nào khác giống như vậy nữa không. Ta-da, các bạn nhìn nha, mình phát hiện ra thêm ở đây có hai con khủng long. Wow. Wow, mình đang cầm trên tay là con khủng long Cyania. Một con khủng long bắn cỏ, nó có cơ thể múm mím tròn trịa cùng với rất là nhiều những chiếc gai ở trên lưng luôn. Wow, tuyệt vời. Tiếp theo đây là con khủng long Megalodon. Đúng rồi, đây là con cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi đó các bạn ạ. Khi trưởng thành thì Megalodon nó có thể đạt chiều dài là 12,8m và nặng tới 60 tấn luôn đó. Cùng mình tiếp tục đi tìm xem còn những con khủng long nào khác nữa không. À, chúng ta có gì nữa đây? Wow, ở đây chúng ta có tận 3 con khủng long luôn nè các bạn ơi. Wow, hôm nay đúng là một ngày thật là may mắn đối với mình. Và trên tay mình đây là con khủng long Miragaya, một loài khủng long ăn cỏ có màu xanh lá cây. Nó có cái cổ và cái đuôi cũng khá là dài. Phía trên lưng thì rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn được xếp rất là đều nhau. Miragaya. Wow, còn đây là con khủng long Stegosaurus, một loài khủng long ăn cỏ. Trên lưng của nó thì cũng có rất là nhiều những chiếc gai, và những chiếc gai này thì rất là to. Mình đoán là nó dùng để phô trương nhiều hơn là để gây sát thương đó các bạn ạ. Stegosaurus. Kế đến là một con khủng long rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Đây là Mosasaurus, một loài khủng long sống ở dưới nước. Nó có một thân hình thon dài cùng với 4 cái tay bơi sẽ giúp nó di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi nhanh hơn nha. Và cái đuôi của con Mosasaurus này cũng có tác dụng là để bơi và để đánh lái đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm nữa nha các bạn ơi. Wow, ha ha. Ở đây có một con khủng long này các bạn ơi và một con kim công. Mình sẽ nhấc thử con kim công này lên xem nào. Wow, một con kim công siêu to khổng lồ luôn. Nó có một bộ lông màu trắng rất là mượt, cùng với một cơ thể to lớn và đầy những cơ bắp săn chắc các bạn ạ. Kim công. Kế đến là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Đúng như tên gọi của nó thì Tyrannosaurus Rex là một con khủng long rất là hung dữ và nguy hiểm nhất trong các loại khủng long. Nó có một cơ thể khá là cân đối cùng với rất là nhiều cơ bắp ở trên người. Ngoài ra thì hàm răng của con khủng long Tyrannosaurus này rất là chắc khỏe và nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Nhìn nào các bạn ơi. Ở đây chúng ta có một cái đầu con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex rất là to luôn. Thế bên này chúng ta sẽ có một cái búa rất là đặc biệt. Đây là cái búa của thần sấm thò. Phía bên này chúng ta có thêm một con khủng long nữa, mình sẽ nhặt lên và cho các bạn coi kỹ hơn nha. Đây là con khủng long Indominus Rex, siêu to khổng lồ, một cơ thể rất là chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn ở trên lưng. Indominus Rex này có cả những cái hàm răng rất là sắc nhọn nha. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Không ngờ ngày hôm nay mình có những món đồ chơi mô hình khủng long siêu to khổng lồ như vậy luôn. Và đây trên tay mình là cái búa của thần sấm. Nó được in những hình hoa văn họa tiết rất là đẹp và bắt mắt.
Thân cây búa được làm màu đỏ, cầm nắm rất là thoải mái và chắc tay. Wow, những món đồ chơi đó là tuyệt vời luôn nè các bạn. Wow. Và tiếp theo là một cái hộp đồ chơi có hình dáng là cái đầu con khủng long bạo chúa T-Rex. Bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Và đầu tiên con khủng long mình bắt ra được là Pentaceratops, một loài khủng long ba sừng, có cơ thể màu đỏ, di chuyển bằng bốn chân. Đây là con khủng long ăn cỏ nha, Pentaceratops. Tiếp theo trên tay mình là con Styracosaurus màu xanh lá cây, nó di chuyển bằng bốn chân, một con khủng long ăn cỏ. Và Styracosaurus nó cũng thuộc dòng họ khủng long ba sừng. Kế đến là một loài chim khủng long, đây là Archaeopteryx. Nó có một cái màu hình mộc trăng lưỡi liềm, cùng với hai bên cánh là những cái bàn tay sẽ giúp nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Đây là Archaeopteryx nha. Chúng ta sẽ có thêm con khủng long Papoteranodon. Hai bên cánh con chim Papoteranodon này là có những cái bàn tay y như con này Archaeopteryx vậy các bạn ạ. Có vẻ như những loài chim khủng long này nó đều có tay chân luôn các bạn ạ. Wow, đây là một con khủng long Cachalodontosaurus, một loài khủng long di chuyển bằng bốn chân, ăn thịt, một hàm răng rất là chắc khỏe đúng không nào. Wow, đây cũng vậy luôn các bạn ơi, Ulosaurus cũng là con khủng long ăn thịt, nó có màu xanh da trời, nó chạy bằng hai chân rất là đẹp luôn. Wow, phía bên trong này còn rất là nhiều những con khủng long khác nhau, nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc đúng không nào. Đầu tiên trên tay mình là Styracosaurus màu xanh lá cây. Đây là con khủng long Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là khủng long ba sừng màu tím, Brachiosaurus màu xanh da trời. Màu đỏ chúng ta sẽ có con khủng long Indominus Rex, Dilophosaurus cũng có màu đỏ này các bạn. Wow, còn đây là con khủng long Parasaurolophus, một con khủng long màu kiếm, nó có màu hồng ở phía trên lưng và màu vàng ở dưới bụng, hai màu luôn. Dimetrodon thì có màu cam nha. Màu xanh da trời chúng ta sẽ có một con khủng long Spinosaurus, một loài khủng long ăn thịt. Cuối cùng khủng long của ngày hôm nay, đây là Keratosaurus, nó có màu xanh lá và Keratosaurus thuộc dòng họ khủng long ba sừng. Và đây là tất cả những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay, rất là đa dạng những con khủng long khác nhau và đầy màu sắc đúng không nào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.